Lại là Diệu đây. Chào mừng khách hàng đến với kênh YouTube của Xe Máy Hành Tâm. Và ngày hôm nay Diệu sẽ đi những điểm khác biệt giữa xe Raider và xe Sachia. Hiện tại thì cái mẫu xe Sachia trên thị trường sẽ có hai dòng nha. Một dòng là Sachia nhập từ hãng và một dòng nữa là Sachia nhập tư nhân. Và cái mẫu mà mọi người đang nhìn thấy đây là Sachia nhập tư nhân nè. Còn cái mẫu mà Sachia nhập ở hãng nó sẽ giống y chang mẫu Raider luôn. Nó sẽ có là phần đèn nhan nè. Đèn nhan gời nè. Và cái đèn hậu cũng cái đèn nhan sau cũng là đèn gời luôn. Còn cái mẫu Sachia mà nhập tư nhân á thì cái đèn nhan và đèn hậu sẽ được tích hợp vào trong hết. Và cái điểm khác biệt duy nhất của mẫu Sachia và Raider là ở mẫu Sachia là nó sẽ có thêm cái bảng ở đây để đặt biển số, do xe ở Indo là sẽ bắt biển số trước và sau. Còn bên dòng Raider là sẽ không có nha. Và cái điểm khác biệt thứ hai ở xe Sachia và Raider là nằm ở số khung số máy nha mọi người. Đây. Số khung số máy do cái dòng Sachia này là xe nhập Indonesia nên số khung nó sẽ ghi là MH nè. Còn những cái dòng xe mà nhập tại hãng thì chỗ này nó sẽ ghi là MN. Còn này cái dòng chiếc này mình đang thấy nha, là chiếc này là nhập của bên tư nhân nhập, nó sẽ là AZ nè. Còn bên dòng Raider thì Raider là hàng giống như là hàng xe là hàng ba cục, có nghĩa là linh kiện toàn bộ nhập từ bên Indo và được lắp ráp tại Việt Nam, nên cái phần số khung đầu tiên là ZL nè. Đây, đó là sự khác biệt giữa Raider và Sachia ha. Thì nhìn chung về mẫu mã nè, kiểu dáng nè, thì xe Raider và Sachia không gì khác biệt hết. Điểm thứ ba khác biệt giữa Raider và Sachia là khác nhau về giá nha. Thì do phần xe Raider là được nhập linh kiện từ bên Indo và Việt Nam nên cái phần giá thành của nó sẽ nhỉnh hơn là so với Sachia. Nhưng mà giờ nhìn chung ha, là về máy móc nè, dàn áo nè, hầu như hai dòng xe này không có điểm gì khác biệt nhau cả. Thì ví dụ như mà mình đang muốn một cái dòng xe tay côn như thế này á, thì có thể giá mà nhín hơn xíu mình có thể chọn Raider cũng được, tại vì dòng máy này đã ok rồi. Còn ví dụ như mình thích những dòng xe mà nhập khẩu hoàn nguyên con ở Indo á, mình chọn Sachia. Thì những thông tin vừa rồi á, Diệu mong là sẽ cung cấp được cho mọi người thêm nhiều thông tin bổ ích về hai dòng xe này. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.